Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì như các anh chị em đã quá quen thuộc rồi. À, với kênh chứng khoán Chiến binh đến từng con sóng thì Hùng Lê một tuần chúng ta sẽ có một bản tin và bản tin tuần trước video số 231 ở phân tích tuần từ ngày 10, 10 đến ngày 14 tháng 6 và dự kiến chỉ số VNI của chúng ta sẽ break cản ở vùng 1.300 điểm và đối với kênh hùng Lê chứng khoán thì hàng ngày chúng ta cũng có một bản tin để chúng ta view lại bộ ba tham số chung của thị trường chỉ số VN Index, chỉ số VN30 và chỉ số phá sinh. Trên cơ sở các bản tin phân tích tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục triển khai những cái nội dung nó một cách cụ thể, một cách chi tiết hơn và 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 đó là những cái thông tin hết sức là chi tiết để cập nhật thêm trong cái quá trình mà anh chị em chúng ta tham gia đầu tư. Vậy thì chúng ta có hai cái diễn đàn hai cái kênh thì các anh chị lưu ý là chúng ta có thể đăng ký kênh để chúng ta nhận được cập nhật những cái bản tin phân tích mới nhất đồng thời thì chúng ta cũng có các cái room zalo ông để ở phía bên dưới à, các cái bản tin tuần thì như vậy là chúng ta cũng có thể tham gia đó là một số các cái nội dung mà chúng ta cập nhật lại để anh chị em nhà đầu tư chúng ta nắm được Thế thì um, nội dung của bản tin tuần từ phiên giao dịch ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 thì như thường lệ thôi. Uh, phần thứ nhất thì chúng ta sẽ view lại bộ ba tham số chung của thị trường. Phần thứ hai thì mình sẽ phân tích một số các cái danh mục uh, cổ phiếu tiềm năng, các cái danh mục cổ phiếu khá là cơ bản ở trên ở thị trường đó là các mã cổ phiếu nhóm trụ, nhóm ngành bất động sản công nghiệp, nhóm thép, bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán. Một bản tin tuần thì chúng ta không thể phân tích hết được tất cả các cái danh mục và vì vậy với các anh chị em của chúng ta quan tâm đến những mã cổ phiếu nào mà chúng ta cần view thì các anh chị có thể comment ở bên dưới các cái bản tin tuần hoặc là dưới các cái bản tin ngày thì ông sẽ dành thời gian để ông trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị về một cái điểm đáng lưu ý trong các bản tin tuần thì các anh chị lưu ý đó là gì trên tinh thần là chúng ta xây dựng các anh chị nhá và À, tất cả những cái nội dung à, trên quan điểm à, video của cá nhân hùng lê thì đó là những cái quan điểm mà chúng ta phân tích à, đã khá là dài rồi và anh chị em nhà đầu tư thì chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem và chúng ta trước khi áp dụng chúng ta cần tham khảo và chúng ta cần à, một cái hệ thống kiến thức đủ lớn đủ dày để như vậy là chúng ta à, tiếp tục à, cái con đường trên thị trường chứng khoán đó là một con đường hết sức là khốc liệt nhưng cũng hết sức là vinh quang trong trường hợp nếu chúng ta lựa chọn đúng chúng ta có tư duy đúng và chúng ta có một cái cách vào vốn vào lệnh một cách từ từ dần dần thì như vậy là dần dần là chúng ta sẽ tích lũy được những cái mã cổ phiếu uh, tiềm năng chất lượng đó và nếu chúng ta nắm vội hoặc là chúng ta không tuân thủ ở trên cái thị trường chứng khoán đó, thì như vậy là chúng ta cũng sẽ uh, nhận những cái bài học uh, rất là, là 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 sâu sắc đúng không ạ và chúng ta đã trải qua rồi và những cái quá trình mà ông có chia sẻ với các anh chị em ở trên hai cái diễn đàn này thì đó là những cái kiến thức thực chiến đấy kiến thức thực chiến bởi vì trong cái quá trình mà chúng ta chiến đấu thì chúng ta thấy rằng là đó là những cái kiến thức nó hết sức là quan trọng thì một vài các cái ý như vậy à, nhấn mạnh như vậy để các anh chị em của chúng ta chú ý <laughs> rồi và phần nội dung thứ nhất thì chúng ta sẽ đi view Uh, kịch bản bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua và phần đầu tiên thì ngày hôm nay cũng sẽ phân tích chỉ số vn30 thì trong bản tin tuần video số 231 á thì cũng có phân tích một cái mô hình, đó là mô hình cánh cờ của chỉ số VN30 và như đã có phân tích và nhấn mạnh với các anh chị em đó là trong tuần vừa qua, tức là tuần từ ngày 10 đến ngày 14 thì chúng ta tập trung uh, theo dõi cái sự vận hành của chỉ số VN30 và đó một là một trong những cái nhân tố quan trọng nó sẽ quyết định uh, cái tiên hướng kỹ thuật của tuần giao dịch này. Thế thì cái mô hình cánh cờ này thì chúng ta có thể nhìn thấy cái cán cờ nó thiết lập ở vùng 181186.5. Uh, ở trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 4 và sau đó thì cái đỉnh thứ nhất là nó thiết lập ở khoảng quanh vùng 1322 và nó hình thành được một cái lá cờ ở đây. Và sau cái lá cờ đó thì chúng ta thấy rằng là phiên giao dịch của ngày 20 20 mấy này. Ở ờ, phiên giao dịch đây này, phiên giao dịch của cái tuần mà tuần bắt đầu vào tuần trước các anh chị đây, có cái điểm này thì cũng đã có phân tích khá là kỹ cái điểm này. Tức là chỉ số VN30 chúng ta sau điểm tích lũy ở kênh hỗ trợ xu hướng và VN30 chúng ta bật lên và chúng ta xuất hiện một cây nến ở à giờ đè lên và như vậy cả cái tuần đó thì như vậy là chúng ta thấy rằng là chỉ số vn30 của chúng ta đã có những cái điểm diện, những cái điểm test tích lũy à, đẹp các chị và chúng ta có phân tích là cái vùng 1290 điểm nó sẽ trở thành một cái vùng tỳ bật hết sức là quan trọng trong tuần giao dịch từ ngày 10 đến ngày 14 đó vậy thì đó là những cái nội dung mà ông đã có nói và truyền tải đến với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trong tuần vừa qua thế thì chúng ta bước vào trên giao dịch của tuần này đây các anh chị bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 10 thì chúng ta thấy rằng là vn30 chúng ta giao dịch khá là tích cực và vn30 có điểm test ở đây chúng ta phải zoom to cái này ra một tí để chúng ta nhìn được cả cái quá trình tất nhiên là quá trình này thì trong trong tuần thì cũng đã có những bản tin phân tích rất là chi tiết rồi thì chúng ta thấy là trong phiên giao dịch ngày 11 thì vn30 chúng ta có một cái điểm test lại ở vùng 1300 đến 1304 và sau đó thì phiên giao dịch ngày 12 cây đến kết thúc phiên thì chỉ số vn30 chúng ta có một lực tăng tích cực vượt qua cái target kỹ thuật ở vùng 1320, 13 1320 1322 ở đây và vươn đến vươn đến cái vùng 1340 Thế thì trong cái mô hình cánh cờ thì như chúng ta đã có phân tích điểm các cái điểm test kỹ thuật của chỉ số VN30 có thể quay trở về vùng 1290, 1295 và sâu sâu hơn ở đây thì có thể quay vùng 1285 là những cái nội dung này chúng ta phân tích rồi. Nhưng trên thực tế VN30 trong tuần vừa qua test rất khỏe và chỉ test về suy uh, soát ở vùng 1300 thôi. Đó, vậy thì cái mô hình cánh cờ ở trong tuần vừa qua từ phiên giao dịch 10 đến phiên giao dịch ngày 13 thì về cơ bản là tích cực và nó đã đạt được đến cái target kỹ thuật 1340 đó vậy thì khi mà đạt được đến cái target cái thuật 1340 thì phiên ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là vn30 kết thúc phiên thì vn30 nó có một cái điểm chỉnh giảm quay trở lại và cái điểm giảm này thì nó cũng tương đương với cái điểm kéo ở gần kết thúc phiên giao dịch ngày 12 và một điểm ở trong phiên giao dịch ngày 13 tức là tất cả những cái nỗ lực ở trong phiên giao dịch ngày 12 và ngày 13 thì đến phiên nay thì gần như là chỉ số vn30 chúng ta đã trả hết cái nỗ lực đó vậy thì một số các anh chị em hiện tại đang khá là hoang mang tại vì sao mà à, trong phiên ATC ngày hôm nay à, lúc đầu thì thị trường đã có tích cực và gần như tất cả các mã cổ phiếu thì đều bị ép bán mạnh ở ở phiên ATC thế thì à, một cái cách tạo lập của cá mập hoặc là chúng ta có thể à, hiểu nôm na đấy là những cái tài khoản lớn dòng tiền lớn thế thì cái phiên ATC nó rất là ngắn ngủi các anh chị chỉ có 15 phút thôi và khi tạo lập họ dồn lệnh như vậy á, thì nó họ gây ra một cái tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư đó và rõ ràng một điều là nhà đầu tư chỉ có quyết định trong 15 phút thôi bán cổ phiếu hay cầm lại cổ phiếu đó vậy thì cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà tạo lập sẽ kéo mạnh hoặc là xả mạnh đó thì ví dụ trong phiên giao dịch của ngày 12 thì tạo lập thực hiện kéo mạnh ở à, cây đến từ 13 giờ đến 14 giờ à 14 giờ đến 15 giờ thế thì trong phiên ngày hôm nay thì tạo lập lại sử dụng à, cái tính tạo lập đó để à, quét một cây nến từ ở phiên ra từ 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 phiên giao dịch uh, gọi là từ 14 giờ đến 15 giờ và đặc biệt là trong phiên ATC đó vậy thì trong ATC chúng ta chỉ có 15 phút thôi và đó là quãng thời gian mà tạo lập họ có thể thao túng được cái tâm lý của nhà đầu tư và họ thực hiện theo một cái hành vi nào đó theo một cái hướng nào đó để uh, có lợi cho nên là các anh chị lưu ý là khi chúng ta đã uh, có được những cái mã cổ phiếu tốt rồi chúng ta cứ yên tâm bình tĩnh đúng không ạ rồi và phiên ngày hôm nay thì chỉ số VN30 chúng ta bị mất ở vùng 1320 với một cây nến xoạc như này. Tuy nhiên nếu chúng ta xét ở trên đến tuần thì chúng ta vẫn thấy diện, Chúng ta vẫn có một cái điểm ghi nhận tích cực ở đây, đúng không ạ? Đó, là gì? Đó là chính là VN30 đã tiệm cận lên đến, đến vùng mươi và có các cái điểm test kỹ thuật ở trên vùng 1300. Vậy thì với cái động thái hiện tại như này thì bây giờ ông sẽ chuyển sang bên này để chúng ta chuyển sang phân tích à, phân tích ở trên, à, trên 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 cái nền tảng mà chúng ta thường phân tích. Với cái động thái hiện tại như này thì có thể là gì? Chỉ số VN30 chúng ta sẽ xuất hiện lực hồi luôn ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới. Kỳ vọng là sẽ như vậy. Bởi vì đây là một cái tín hiệu không không bình thường thì nó sẽ quay trở lại những cái tín hiệu bình thường của nó. Đó và uh, trong trường hợp tích cực có nghĩa là chỉ số VN30 chúng ta sẽ vượt lại trên vùng 1320, 1322 và hướng đến vùng 1325. Tức là ở nôm na là chúng ta có một cái gáp tăng nhẹ đây và sau gáp tăng đó thì vn uh, VN30 sẽ test lại ở vùng 1315. Kỳ vọng là test tích thành công ở trên vùng này. Đó là cái điểm tích cực đó, thế còn trong trường hợp khi mà nó test lại vùng một ba năm nó bị thủng rồi thì đương nhiên chúng ta phải tính toán đến ở uh, những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn đó là vùng một nghìn đến vùng một ba hoặc là một ba ở đây các anh chị nhìn thấy nhá đó thì bản chất là chỉ số vn 30 đã có cái sự tích lũy uh, từ phiên giao dịch ngày 4 tháng 6 cho đến thời điểm hiện tại vùng một nghìn điểm đến vùng một nghìn điểm trở thành một cái biên hỗ trợ tích cực và trong bản tin tuần trước thì cũng có phân tích đến cái điểm gì 1290 sẽ là điểm tỷ bật đó là một cái điểm mà uh, trên cái mô hình cánh quạt của chỉ số VN30 nó rất là quan trọng để chúng ta xác nhận xu hướng và tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục làm việc và trên cái quá trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư các anh chị chúng ta phải giữ được một cái trạng thái tâm lý ổn định bình tĩnh đó ví dụ như là bây giờ hiện tại thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay đúng không các cái mã cổ phiếu tích cực ví dụ như FPT ví dụ san và một số các mã cổ phiếu khác thì có giảm cuối phiên tuy nhiên là theo quan điểm của mình thì nó sẽ tiếp tục nó sẽ quay trở lại cái kênh xu hướng chủ đạo của nó rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn sang chỉ số VN Index thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi à, cách tạo lập ở trong tuần vừa qua thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay à, VN Index của chúng ta trả hết cái nỗ lực phục hồi trong phiên giao dịch của ngày 12 và ngày 13 Thế thì về quá trình mà chúng ta có phân tích thì chúng ta có phân tích đến cái vùng 1.300 điểm ở đây tức là tuần này thì chúng ta dự báo là gì vn index của chúng ta sẽ break cái vùng một thế thì cái câu chuyện là nó đã break thực tế là nó đã vượt qua vùng một đó và thậm chí là hai phiên trong phiên giao dịch ngày 13 và hôm nay nữa phiên ngày hôm nay thì vn index tiếp tục đẩy lên vùng một tuy nhiên là cây, cây nến kết thúc phiên đây anh chị à thì là một cây nến hammer đỏ đặc bao trùm điều đó cho thấy rằng áp lực bán ở phiên atc là lớn thì với cách tạo lập như hiện tại thì cũng kỳ vọng là chỉ, chỉ số VN index chúng ta sẽ có gáp tăng nhẹ lên vùng 1287 đẹp nữa thì rút lên được vùng 1290 và sau đó thì nó sẽ quay trở lại nó đi test test kênh xu hướng và test kênh xu hướng ở đây đó là gì vùng 1280 1277 và vùng 1275 tạm thời thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai chúng ta sẽ kỳ vọng chỉ số VN index sẽ xử lý cái nút thắt kỹ thuật này đó chứ nó không 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 xử lý đến cái nút 1270 mà nó sẽ xử lý ở trên nút 1275 rồi test tích lũy thành công và khi đó thì chúng ta sẽ căn cứ các cái tín hiệu uh, thực tế để chúng ta phân tích và trước mắt ngắn hạn thì chúng ta sẽ uh, ngắm lên đến uh, dự báo lên đến khoảng quanh vùng 1290 thì ở đây là một cái nút thắt kỹ thuật cánh chị và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh giá cái nội dung này rồi và bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30F1M ở tạo lập trong tuần vừa qua tuần từ phiên giao dịch ngày 10 đến ngày 14 thì tại phiên giao dịch ngày 10 và bản tin tuần video số 231 được phát đi thì như vậy đồng đã có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số VN30F1M ở vùng 1295 đến vùng 1300 điểm. Ok và uh, chúng ta có nói đến uh, các cái target tuần của chỉ số VN30F1M sẽ hướng lên vùng 1320 đến vùng 1325 điểm. Đó, chúng ta cứ xem lại uh, nó sẽ tất cả những cái gì Hùng nói thì nó sẽ còn đó đúng cũng còn đó và sai cũng còn đó, không có vấn đề gì cả bởi vì uh, bởi vì là chúng ta đã có đến tận 235 bản tin tuần rồi, chứ không phải là một hai bản tin và cái cách mà Hùng chia sẻ đến với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư đó là tất cả những cái gì mà từ tâm tư tình cảm của Hùng lên, cho nên Hùng không có cái gì phải xấu hổ cả, không có gì phải phải gọi là 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 là, là che chắn cả đúng không ạ? Và những cái gì ở uh, từ tận đáy lòng từ cái tâm của mình đó thì chúng ta nói ra thì uh, nó vẫn như vậy thôi. Ok các anh chị và chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì có hai điểm ngay phiên giao dịch ngày 10 thì phái sinh của chúng ta test vùng 1295 đến vùng 1.300 điểm và đến phiên giao dịch ngày 12 thì thêm một lần nữa phái sinh của chúng ta à uh, phiên ngày 11 và đầu phiên ngày 12 thì như vậy là tiếp tục test ở vùng 1295 đến vùng 1300 điểm. Và sau đó thì đến phiên giao dịch ngày 13, chỉ số phá sinh chính thức hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 1325 điểm. Sau điểm đó thì chúng ta tiếp tục định hướng À, định hướng target kỹ thuật của chỉ số phái sinh sẽ tiếp tục có vùng cả kỹ thuật 1.335 điểm sau đó đến vùng 1345 thì trên thực tế là phái sinh của chúng ta đi được đến khoảng vùng 1.337 điểm ở đây thì hiện tại là à, chúng ta gặp một cái phiên kết tuần nó không được như kỳ vọng đúng không ạ và chỉ số phái sinh của chúng ta thì lần lượt à, trong phiên giao dịch ngày hôm qua cũng đã nói rồi sau tạo gắt tăng xong thì nó sẽ test lại và 1330 1325 và cây đến giờ ở cuối phiên vào lệnh ATC tức là trước khi mà chúng ta vào ATC thì phái sinh vẫn đang trụ ở trên vùng 1325 ở à, Tuy nhiên ATC thì nó tạo gáp giảm xuống và nó thủng qua vùng 1325 đây Các anh chị nhìn thấy một cái nút giảm xuống đấy Thế thì câu chuyện ở đây là gì? Khả năng phái sinh sẽ có những cái điểm à, kéo gáp lại ở khoảng quanh vùng 1325 Sau đó thì nó sẽ tiếp tục test lại ở vùng 1315, 1300 Thì chúng ta kỳ vọng là tuần tới thì phái sinh của chúng ta sẽ tiếp tục à, xử lý cái nút thắt kỹ thuật ở vùng 1305 đến vùng 1310. kỳ vọng nó sẽ test tích lũy thành công ở trên vùng này thì như vậy là rồi. À, chúng ta lại tiếp tục hướng đến vùng 1325. Rồi sau khi bứt được vùng 1325 rồi thì chúng ta lại tiếp tục hướng đến vùng 1335. Bứt được vùng 1335 thì chúng ta lại tiếp tục hướng đến vùng 1345. Thì cái cách thức mà trong cái quá trình chúng ta xây dựng target các anh chị thì chúng ta sẽ lần lượt như vậy và chúng ta cứ bình tĩnh như vậy các anh chị nhá. Đó thì hàng ngày thì chúng ta có những cái bản tin phân tích rất là chi tiết rồi thì đó là một vài À, các cái góc nhìn để chúng ta đánh giá lại cái xu hướng kỹ thuật của toàn thị trường ở trong tuần vừa qua. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi bắt đầu đi view các cái danh mục cổ phiếu à, khá là cơ bản và tiềm năng. Thế thì à, trước khi mà chúng ta đi view á, thì các anh chị phải nắm được một cái nội dung rất là quan trọng như thế này. Phiên ngày 14 tháng 6 là một phiên bất bình thường. Bởi vì à, tạo lập họ thao túng tâm lý và họ đẩy cái lực áp lực bán vào phiên ATC thì thông thường là như vậy thôi thông thường là họ sẽ ép thường là ép long thì cũng sẽ ép sát ATC và ép sọc như vậy bởi vì cái lúc đó là cái tâm lý nhà đầu tư nó thường thường nó sẽ không ổn định và nhà đầu tư lúc đó là phải quyết định 50 50 hoặc là như nào đó tức là trong một khoảng thời gian rất ngắn là nhà đầu tư phải ra những cái quyết định và thường trong một khoảng thời gian đó nếu như anh chị em mà chúng ta không chuẩn bị được tâm lý thì thường đó sẽ là những các cái quyết định sai đó và tạo lập họ sử dụng cái bài đó để họ ép vậy thì sau một cái phiên bất bình thường như vậy rồi ấy, thì chúng ta sẽ chờ đợi những phiên bình thường và những cái phiên đó sẽ là phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba với chỉ số vn index chỉ số vn30 chỉ số phá sinh thì chúng ta sẽ à, xử lý các cái nút thắt kỹ thuật mà nhung đã có phân tích ở đó còn với tất cả các mã cổ phiếu thì nó sẽ quay trở lại nó test cung và nó sẽ kiểm tra các vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn và trên cơ sở à, phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới thì đó sẽ là những cái à, dữ liệu quan trọng để chúng ta tiếp tục phân tích định lượng thị trường, định lượng xu hướng của cổ phiếu các anh chị nha Rồi. MV trong tuần thì chúng ta có phân tích vùng 61.5 đến vùng 62 đây các anh chị. Phiên giao dịch ngày 10 và ngày 12 thì ở có tín hiệu test về và sau đó thì vẫn tiếp tục định hướng ở hướng về target vùng 65 và sau đó hướng vùng 67. Trên thực tế thì cổ phiếu này đã về được đến khoảng quanh vùng 64.5. 4, 4 gì đó và hiện tại thì như vậy là MWG cũng đang có xu hướng quay trở về test lại cung kỹ thuật như vậy tuần tới chúng ta sẽ dự báo MWG sẽ test lại khoảng quanh vùng 62.5 điểm sâu hơn sẽ là vùng 62 à, test đi thành công ở vùng này thì target kỹ thuật tiếp tục hướng về vùng mục tiêu 65 cổ phiếu man san ở trong tuần thì hoàn thành được cái target mục tiêu ở vùng 80 trên 80 đây anh chị và hướng về vùng 82 như vậy là chúng ta hoàn thành được target 1 là 80 và 82 thì chưa. Và cây nến kết thúc giờ trong phiên ngày hôm nay thì như vậy là nó cũng phá mất cái nỗ lực phục hồi trong phiên giao dịch của ngày 13. Và nó đóng ở vùng 78. Như vậy thì tuần tới khả năng thì nó có thể nó sẽ nhún tiếp. Nó lại nhún tiếp thì ở đây có vùng 777.2. Còn điểm sâu hơn thì có thể là chúng ta sẽ có thể là dự báo là test về ở khoảng quanh vùng 76. Thì đối với mã cổ phiếu man san là một mã cổ, cổ phiếu được khuyến nghị cầm dài, đánh dài. Cho nên là cứ có những cái vùng hỗ trợ tốt thì các anh chị cứ tích cực và chúng ta thu công. BVH ở trong tuần thì gần như chỉ có được một cái phiên đánh tốt ở phiên giao dịch ngày 10 và sau đó thì các phiên liền sau đó thì về cơ bản là nó bắt đầu quay trở về chỉnh cung lắp cáp và cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì BVH bị mất vùng 45.5 Chính vậy tuần tới chúng ta tiếp tục đánh giá mốc hỗ trợ vùng 44, 44 5 tích lũy thành công vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục phân tích xu hướng đảo lo về quanh vùng 40 6.5 đến khoảng quanh vùng 47, đây 47 vẫn đang là vùng cản đây thì phiên ngày thứ hai là nó test đến cái vùng cản và nó không thể bứt qua được cái vùng cản này Ở cổ phiếu Z Z Trong giai đoạn vừa qua Z cũng là một Mã cổ phiếu trụ Có đường đi khá là tích cực Và trong tuần này thì Z cũng đã chính thức hoàn thành target ở vùng 64.8 Đến khoảng vùng 65 đó các anh chị sau khi nó bứt được vùng 63 thì nó hướng về target này và cái target tuần này thì cũng đã có phân tích ở trên bản tiến tuần rồi chúng ta sẽ xem lại đi và cây nến kết thúc phiên ngày hôm nay thì tất cả các mã cổ phiếu thôi chứ không riêng gì gì đâu nó hình thành một cây nến gọi là cây nến hammer đỏ đặc dài và gần như nó lấp hết cái nỗ lực của phiên giao dịch ngày 12-13 thế thì ở đây chúng ta có một cái hỗ trợ của J ở vùng 61, 61.2 tuần tới cũng sẽ tập trung đánh giá vùng này và như ông đã có phân tích là tất cả các mã cổ phiếu tuần tới à, phiên giao dịch ngày thứ hai, ngày thứ ba sẽ là các cái phiên bản lề các phiên bản lề đó chính là các cái phiên mà nó sẽ kiểm định cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn để chúng ta xem thử là à ví dụ trong trường hợp J nó về đây đúng không về 61 trong trường hợp J về 61 và thủng 61 thì chắc chắn rồi nó phải cho chúng ta một cái chỉ dẫn tiếp theo đó là có thể về vùng 59.7 đến vùng 60 trong trường về đây nó hồi long đó, nó bật lại và nó 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 lại có cái tín hiệu ở gì đây các anh chị nó long bật lên được trên cái vùng 62 cộng đây thì như vậy là gì à như vậy là chúng ta lại bắt đầu gì một cái hành trình chúng ta xây ngược target lên đây đó Vinamilk ở trong tuần vừa qua nhìn chung thì cũng chủ đạo là xu hướng test tích lũy quay trở lại các anh chị nhé sau một tuần phiên giao dịch của ngày 5 tháng 6 thì Vinamilk đánh khá là tốt thì về cơ bản là À, chúng ta dự báo cái điểm test về 67 và tuần vừa qua thì chỉ có một cái điểm là nó kéo lên được vùng 68.5 trong phiên giao dịch ngày thứ hai và sau đó thì quay về test này cái đến kết thúc tuần uh, như vậy là tiệm cận đến vùng 66.2 66, tuần tới thì như vậy thôi đó và nó cũng cái nhiệm vụ của vùng sáu 2 nó rất là quan trọng để chúng ta tiếp tục à, xem thử là trong trường hợp đây các anh chị đó trong trường hợp nó tích lũy thành công ở vùng 66 cộng ví dụ như vậy đúng không và nó đảo lo thì như vậy đó là một tín hiệu tốt còn trong trường hợp nếu nó bị phá vỡ cái vùng à, 66 ở đây thì đương nhiên rồi chúng ta phải đưa cái chỉ dẫn của cổ phiếu Vinamilk về đến à, những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn ở quanh vùng 65 nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp cổ phiếu ITA à, trong tuần thì à, có những cái điểm giao dịch không thực sự là tích cực. Và khi chúng ta dự báo à, sẽ công về vùng 5.8 và duy nhất được một cái điểm ở phiên giao dịch của ngày thứ hai là suy sát đến vùng 5.8 và sau đó thì ETA tiếp tục quay trở về chỉnh cung và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì ta bị mất vùng 5.45 với một cây nến sọc à, tương đối là dài. Xu hướng tuần tới chúng ta sẽ phải tiếp tục đánh giá à, nó ở khoảng quanh vùng 5.2. KBC nửa đầu của phiên sáng ngày hôm nay giao dịch tốt tuy nhiên cây nến giờ kết thúc phiên thì cũng như vậy thôi nó là chung với cả thị trường đấy cây nến giờ đầu phiên là có thời điểm đã công lên vùng 36.7 với lực cầu tương đối ổn định thì trong tuần vừa qua chúng ta có sự báo xu hướng ở đây đó là test tích lũy ở khoảng quanh vùng 31.2 và cảng kỹ thuật ngắn của cổ phiếu KBC thì nó sẽ nằm ở khoảng vùng 32.5 đến khoảng quanh vùng 33 với việc uh, mất vùng 30.8, như vậy tuần tới có thể là gì? KBC sẽ nhún nhẹ về quanh vùng 30.2 và chúng ta kỳ vọng là KBC nó cũng sẽ có một cái nhịp hồi ngắn ở đây. Sau nhịp hồi ngắn đó thì có thể là gì? Uh, cổ phiếu sẽ tiếp tục có những điểm long và những điểm sọc ở quanh một điểm cân bằng. Và quanh một cái điểm cân bằng kỳ vọng ở trên vùng 30 đến khoảng vùng 30.2, uh, test đi thành công ở đây thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục gì? Một cái hành trình xây uh, ngược lại target thôi, nó lại quay về trở về ở vùng 31. cổ phiếu SSC ở trong tuần hoàn thành target mục tiêu đấy hoàn thành target mục tiêu các anh chị nhá đấy điểm test tích lũy này chúng ta phân tích ở vùng 42 42.2 này ở target kỹ thuật chúng ta phân tích ở vùng 43.5 thì phiên giao dịch ngày hôm nay là đạt 43.7 này và cái target ở 44 5 thì chưa có hoàn thành và cây nến giờ kết thúc phiên là một cây nến đỏ đặc kéo dài cho nên tuần tới sẽ kiểm định ở vùng 42 điểm sâu hơn sẽ là khoảng quanh vùng 41.5 đó thì tại đây thì chúng ta sẽ xem các cái tín hiệu tích lũy tạo nên còn mục tiêu tích thị thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta lại gì chúng ta lại tiếp tục vùng 43.5 đến khoảng quanh vùng 44 cổ phiếu IDC nó cũng khá là khỏe so với toàn thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay dù kết thúc phiên thì nó vẫn là diện nó vẫn có một cái điểm chỉnh giảm ở đây thế thì đối với IDC thì trong tuần cũng có phân tích cái điểm ở đây là điểm bao nhiêu nhà 61.2 à 61.3 đến vùng 61.5 đây là điểm hỗ trợ thì nó test lại trong phiên giao dịch của ngày 11 đã ghé cái thuật tuần ở vùng 64 thì chính thức là hoàn thành 64 đến 64 và hiện tại đến đây là một cây nến mà gì, nó cũng đang chỉnh cung chung. Như vậy tuần tới thì chúng ta lại tiếp tục ở đây các anh chị này, đây hỗ trợ này. Khỏe thì nó test lại ở vùng 62 nhưng mà theo quan điểm của Hùng thì khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 61.3 đến khoảng 61.5 đó thì uh, kỳ vọng của nó là test tích lũy ở nhúng nhúng cái chỗ này nó xử lý nút thắt thì target kỹ thuật lại vùng 64 và khi các anh chị có các vị thế tốt rồi thì tại hỗ trợ các anh chị có thể thu gom thêm 20 phần trăm và tại vùng cản đúng không ạ cũng vùng cản 64 này vùng phân tích này đó thì các anh chị có thể chốt bớt cổ phiếu VGC ở đây thì chúng ta thấy rằng là điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần cũng có phân tích ở vùng 54 54.2 và target kỹ thuật tuần thì có những cái target 56 sau đó vùng 57 và vùng 57 .5. Thế thì trong tuần ở vùng 56 thì chắc đét rồi đúng không ạ? Vùng 57 thì suy soát tí nữa thôi. Đấy, cũng phải lên được đến vùng 56.8 tức là nó chỉ còn cách 0.2 nữa thôi là hoàn thành tiếp cái target mục tiêu ở vùng 57. Và đương nhiên rồi, ở đây thì VGC nó cũng bị có một cái lực bán ở kết phiên ATC đây. Thế thì với câu chuyện như thế này thì chúng ta tuần tới chúng ta lại có vùng 54 và khả năng vùng 54 thì có thể là tạo lập họ sẽ nhún qua, nó sẽ nhún những cái kiểu cây nến rút chân Đấy, cây nến rút chân và những cây nến rút chân đó thì chúng ta xem nào. Vùng 53.5 các anh chị nhé Tức là có thể có thể nhún, có thể nhún xuống đến à, đến vùng 53.5. Rồi sau đó thì từ vùng 53.5 này thì nó sẽ à, thực hiện các cái động thái kéo à, kéo ngược cổ phiếu quay trở lại và chúng ta lại gì? Chúng ta lại bắt đầu hành trình phân tích một xu hướng sóng lên. Đấy Và trên thị trường chứng khoán thì các anh chị thấy là nó rất là nhàm chán đúng không ạ ờ, Chạm hỗ trợ thì kéo về cản Rồi chạm cản sọc lại thì nó lại về hỗ trợ Về hỗ trợ Rồi chúng ta lại thu gom đong đếm Lại lên vùng cản Lên vùng cản chốt lại về vùng hỗ trợ Đó và cái câu chuyện đó thì các anh chị thấy là các cái bản tin tuần đó Chúng ta chỉ có phân tích Mỗi cái chuyện đó thôi Chứ cũng chả có chuyện gì để chúng ta nói cả Đúng không ạ Rồi Tiếp ở đây này đó, Ví dụ trong tuần thì chúng ta có phân tích cái điểm hỗ trợ Đây là 24.2 và cả cái thuật mông có phân tích cho các anh chị đó là vùng 25. Đây các anh chị đấy. 11 12 có điểm hỗ trợ ờ à, thì vui vui thì mua thêm tí đúng không ạ? Lên đến điểm cản 25 thì vui vui thì bán đi tí. Vậy thì à, bán xong thì tuần này nó lại nhíu trong mát về vùng 24.1. Đấy, vậy thì tuần tới. Vậy tuần tới thì tất nhiên là gì tuần tới thì nó sẽ à, nó sẽ có một cái sự khác biệt hơn đúng không ạ? Bởi vì là đây là một cái lực bán bất thường. Chính vậy nên là có thể là gì nó sẽ nhúi. á à, về đây thì có thể nó bị nhúi một cái như này đó nhíu về đây đó nó sẽ nhíu về khoảng quanh sâu sâu tí đây này quanh cái vùng bao nhiêu đây ta 23 chấm 23 chấm 5 đó có thể là nó sẽ nhíu về khoảng quanh vùng 23 chấm 5 rồi sau đó nó mới diện nó mới quay trở lại phục hồi thì đó là một trong những cách để chúng ta phán đoán và chúng ta phán đoán chúng ta dự báo trước để làm gì để chúng ta có đặt điểm mua thay vì chúng ta mua ôn in ở vùng này thì có thể vùng 24 á hoặc là vùng 23 à, 23.9 chúng ta đặt khoảng 20 phần đúng không ạ rồi nhóm nhóm về đây 23.8 20 phần trăm và vùng 23.5 chúng ta đặt 20 đến 30 phần đó vậy thì cái cách thức như vậy là gì đó là đó là cái kinh nghiệm các anh chị kinh nghiệm và khi chúng ta dự báo sớm các cái điểm hỗ trợ như vậy rồi thì chúng ta sẽ ke lệnh chúng ta để chia vốn à, và chúng ta bình tĩnh à, từ từ trên thị trường chứng khoán mà các anh chị nóng vội là chúng ta chỉ có hỏng rồi các anh chị nhá và đặc biệt là các anh chị nào mà lại ham mặc jean nữa thì 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 cái 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 sự hỏng nó sẽ rất là nhanh Đấy. cứ bình tĩnh từ từ không có gì phải vội cả với quan điểm của hùng là như vậy rồi ở nhóm ngành tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành thép đây cũng một nhóm ngành khá là quan trọng và như hùng đã có phân tích định lượng ở trong các tuần vừa qua thép khả năng sẽ ở break đỉnh để tiếp tục mở trend và khi thép mở trend thì nó cũng sẽ kéo giống như là các cái trend kéo vừa qua ví dụ nhóm ngành công nghệ đó, ví dụ như là nhóm ngành hóa chất rồi ví dụ như nhóm ngành cảng biển đó một số các nhóm ngành mà khi nó vào chen hoặc là phân bón đây ví dụ như vậy và cứ thế là nó cứ lầm lũi nó đi lên thôi nó bất chấp thị trường thị trường chỉnh thì nó cũng chỉnh chung một tí Rồi sau đó thì nó lại quay lại đúng cái xu hướng của nó đó là xu hướng áp chen cổ phiếu hòa phát ở trong tuần chúng ta phân tích vùng hỗ trợ từ 28.8 đến vùng 29 cản một vùng 29.5 và cản hai vùng 30 30 thì đến thời điểm hiện tại là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì đầu phiên khá là tích cực khi nó hòa phát nó vượt vùng 29.8 ở đây suy soát tí nữa vùng 30 nhưng mà cây đến giờ kết thúc phiên thì như vậy là có một lực ép ở đây và cái lực ép này thì như vậy tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ở vùng 28.8 đến khoảng vùng 29 tại đây đánh giá trong trường hợp phục hồi được như vậy chúng ta lại tiếp tục vùng 29.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 30 Nam Kim phiên sáng cũng như vậy Nam Kim đã có những cái điểm mà Nam Kim đánh vượt vùng 27 các anh chị nhé đó, và về xét về bản chất thì trong tuần vừa qua chúng ta phân tích vùng 25.3 25.5 là hỗ trợ này. Phiên giao dịch của ngày 10 có luôn điểm hỗ trợ test hỗ trợ và cả cái thuật phân tích vùng 26.5 vượt cản luôn, vượt 26.5, điểm vượt một điểm vượt hai Thậm chí là thời điểm có thời điểm nó vượt vùng 27 rồi. 271, 271, 272 đây rồi. Đó, nhưng mà kênh đến kết thúc phiên như này thì chúng ta lại phải gì? Chúng ta phải lại phải lùi lại thôi. Đó, cái câu chuyện như vậy chúng ta không phải là tạo lập cho nên là chúng ta cần phải uh, phân tích dựa trên cái xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu cũng như của thị trường. Thì ở đây lại lại tiếp tục vùng 253, 255 ở tuần tới chúng ta đánh giá kỳ vọng ở đây cổ phiếu về đây thì bắt đầu nó lừng hừng lừng hừng đi ngang, nó tích lũy và sau đó nó đảo long thì cái câu chuyện là gì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ở những cái vùng giá mục tiêu, ví dụ như ở đây, đó là vùng 20 sẽ là vùng 26.5 và sau đó thì sẽ tiếp tục hướng về cái cả kỹ thuật ở vùng 28. cổ phiếu Hoa Sen HSG đấy phiên sáng ngày qua thời điểm là lên đến vùng 25 rồi và xét về bản chất thì trong tuần chúng ta tính toán ở điểm hỗ trợ thuật 23 và target kỹ cái thuật tuần vùng 24 và khi bứt vùng 24 tức là đây gọi là cản cuối cùng của cổ phiếu rồi và đây uh, nó đã thực hiện hai điểm đánh vùng 24.5 và thậm chí phiên ngày hôm nay suy soát vùng 25 và target sau khi mà cổ phiếu bứt vùng 24 thì hùng sẽ chỉ dẫn cái cái điểm cản cái thuật tiếp theo lên vùng 25.5 và phiên ngày hôm nay thì đã đạt lên đến vùng 25 rồi Ờ, nó quay trở về nó chỉnh cung như này thì tuần tới vùng 23.5 điểm sâu hơn sẽ là vùng 23 tạm thời sẽ đánh giá hai điểm này để chúng ta lượng xu hướng cổ phiếu VGS định hướng là hướng về target vùng 4x trên đường vùng 4x đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ở vùng 38 đến vùng 39 thì tuần này là chính thức là đạt đạt cái chị đạt vùng 38 39 thì ở đây nó có hai cái nến giờ chỉnh cung như vậy tuần tới thì chúng ta lại tiếp tục vùng 36 điểm sâu hơn sẽ là vùng 35 tạm thời thì chúng ta sẽ đánh giá như vậy còn có thể là gì có thể là nó nhíu xuống ở cái vùng nó sâu sâu hơn một tí ở vùng 3.5 đến vùng 34 nhưng cũng chưa đánh giá đến vùng này tạm thời sẽ hai vùng trên này đã và căn cứ tín hiệu của phiên giao dịch ngày thứ hai ngày thứ ba thì chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu TLH ở đây rồi trong tuần anh chị nhá đó target 8.3 này hướng về sau đó thì hướng về 8.5 và cây nến này của ngày 13 là xuyên soát vùng 8.5 và bây giờ nó quay trở về nó chỉnh cung như vậy tuần tới lại 8 điểm sâu hơn sẽ là vùng 7.9 7.9 đến 8 đấy kỳ vọng về đây thì cổ phiếu lại lừng khừng tích lũy thành công thì như vậy target mục tiêu lại vùng 8.3 vùng 8.5 đó thị trường nó 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 cũng không có cái gì mới cả nói chung là nó cứ quay đi quay lại những cái gì mà chúng ta thì chúng ta phân tích thôi <laughs> rồi các anh chị nha bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với nhóm ngành bất động sản dân cư thì đối với mã cổ phiếu sale ở đây chúng ta phân tích điểm hỗ trợ 1 vùng 18 5 18 6 điểm hỗ trợ 2 là vùng 18 18.2 thì về hiện tại là trong tuần test về sát 18.2 đảo long à, tuy nhiên cây nến kết tuần như thế này với lực bán khá là mạnh vậy thì vùng tuần tới vùng 18 18.2 sẽ tiếp tục đánh giá sự hỗ trợ của cổ phiếu này cổ phiếu HDC là một mã cổ phiếu mà hiện tại thì cũng đang khuyến nghị và thực hiện các cái điểm thu gom cả kỹ thuật của nó ở trong ngắn hạn sẽ là vùng 33.5 đến khoảng vùng 34 khi nào mà cổ phiếu bứt được cái vùng cản này thì cái đó là biển trời mênh mông em bơi ngày ấy rồi còn trong tuần thì nó hoàn thành được cái target cái thuật 32 các anh chị nha biên hỗ trợ 30 30.5 thì như vậy là điểm ngày phiên ngày 10 nó có test này rồi đến phiên kết tuần nó hòa chung với cả thị trường thôi cho nên là tuần tới lại tiếp tục vùng 30 30.5 tại đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá phân tích cái khả năng tích lũy chỉnh cung và tạo nền của cổ phiếu. À đảo long ở đây thì như vậy là gì? Chúng ta lại tiếp tục cùng 32, cái cách thức như vậy thôi. Đó. Còn trong trường hợp à, cũng có trong những có những trường hợp là nếu như trong trường hợp chỉ dẫn là gì? À, cổ phiếu HDC của chúng ta bị mất ở vùng 30 thì khi đó cũng sẽ tiếp tục gì à, sẽ tiếp tục phân tích các cái điểm hỗ trợ sâu hơn. cổ phiếu HDG ở trong tuần thì chúng ta phân tích điểm hỗ trợ một là vùng 33.5 và trong các tuần gần đây thì chúng ta có nói đến cái điểm 323.5 kỳ vọng cổ phiếu tích lũy thành công ở trên vùng này thì sẽ break đỉnh, tức là nó sẽ break cái vùng 36. Thì ở đây các anh chị nhìn thấy là trong phiên giao dịch ngày 13 thì chỉ là, là 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 cổ phiếu HDG cũng đã đạt đến gần target kỹ thuật mà chúng ta phân tích ở đây đó là vùng 36 trên 36 đó tức là chúng ta cũng không thể phân tích được tuyệt đối đâu anh chị chúng ta phân tích như vậy là cũng sát rồi và sau đó thì cổ phiếu HDG bắt đầu có xu hướng chỉnh cung thì tuần này nó rơi qua vùng 3 5 và nó đang hướng về vùng 32 vậy thì cái câu chuyện là nhung đã có phân tích rồi tất cả các mã cổ phiếu tuần tới nó sẽ là một trong những cái điểm gọi là điểm quan trọng để lượng hóa tiếp đường đi và phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba nó xử lý nút thắt ở đó Ví dụ trong trường hợp nếu HDG bị mất vùng 32 thì đương nhiên đương nhiên là vùng sẽ phải có những cái sự điều chỉnh về vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo đó là vùng 30 ví dụ vậy 30 hoặc 30.5 còn trong trường hợp về đến vùng 32 đây nó lại long lên rồi nó sọt xuống nó long lên rồi nó, nó tích lũy ở đây và nó có những cái điểm đảo long thì khi đó chúng ta lại không thể phân tích về vùng 30 nữa mà chúng ta lại à từ đó thì chúng ta lại hướng lại đúng ạ lại hướng lại vùng 36 đấy thế thì câu chuyện là như vậy và cái điểm này như thế nào gọi là đảo long thành công thì hùng đã trong cái quá trình mà chúng ta phân tích thì chúng ta cũng đã có lồng ghép ở một số các mã cổ phiếu trước hùng đã giải thích rất là rõ rồi và sẽ không giải thích lại cổ phiếu Nam Long trong tuần chúng ta dự kiến test 41.5 nhé và ta kỹ thuật ở vùng 41.5 đến vùng 45 cây đến này suy soát cây đến này thì khả năng không đúng rồi này không biết là có đúng không ở vùng 4.5 xong nó phiếu phát nhưng mà khả năng cũng nghĩ là cái điểm này không đúng đâu và đây mới đúng này target ở trong tuần nó đạt mắc ở khoảng quanh vùng 44.35 tức là 44.3 rồi sau đó thì 55 lại bắt đầu có cái xu hướng chỉnh cung và cây nến kết thúc tuần thì nó bị mất vùng 42.5 nên khả năng tuần tới chúng ta lại tiếp tục gì vùng 41.5 để chúng ta đánh giá tiếp tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là đảo long chúng ta lại hướng vùng 43 sau hơn sẽ là vùng 41.5 còn trong trường hợp nếu mà À, em này em bị mất vùng 41.5 thì câu chuyện là chúng ta lại cần phải gì à, cần phải điều chỉnh xem thử là à khi mà à, cổ phiếu bị mất vùng 41.5 thì có thể là gì nó sẽ có thể có những cái điểm mà chỉnh cung nó sâu hơn KDH ở trong tuần thì vượt target mục tiêu vượt target mục tiêu chúng ta dự kiến ở vùng 38.5 và trên thực tế thì nó đã đánh lên đến vùng 39.3 à, và hai phiên à, nó quay về test cung như vậy tuần tới vùng 37 điểm sâu hơn sẽ là vùng 36.4. Theo tích lũy thành công thì chúng ta lại tiếp tục vùng 38, xa hơn sẽ là vùng 39. Đạt Phương cũng là một cái mã cổ phiếu đánh tốt và tích cực của nhóm ngành bất động sản dân cư ở trong thời gian vừa qua. Sau khi chia tách xong thì như vậy là Đạt Phương tiếp tục à, tuần này Đạt Phương tiếp tục hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 60. Và nếu như chúng ta tính cổ tức thì đâu đó nó đã kéo lên khoảng quanh vùng 65, 66 rồi đó các anh chị và nó lên đến tận vùng 62 và hiện tại thì nó cũng hòa chung với cả thị trường quay trở về test chỉnh cung như vậy tuần tới 55.5 đến khoảng quanh vùng 56 tạm thời sẽ đánh giá vùng này tích lũy thành công thì như vậy là lại 60 rồi 60 vượt được thì chúng ta lại có 62 62 vượt được thì chúng ta lại có vùng 64 65 đó đi giờ trong tuần cũng có sự phục hồi tích cực đúng không ạ à, chúng ta dự báo ta cái kỹ thuật quanh vùng 28.8 đến vùng 29 thì ở đây nó lên được đến vùng 28.7 phiên ngày hôm nay hơi đuối và nó đuối chung với cả thị trường thôi bởi vì đây giờ nó vì sao nó đuối bởi vì nó mất cái vùng 27.5 đây này thì có thể ở đây này nó có cái mút nến các anh chị để ý thấy không ạ vùng 27.3 tuần tới sẽ vùng 27.2 hoặc là điểm sâu hơn sẽ là vùng 27 đó là những cái dự báo sớm còn đâu đó có một cái điểm 26 chấm mấy đây này tuần trước chúng ta có nói này tuần trước chúng ta có nói thì tuần này chúng ta phải nói là 2658 quanh vùng 26.8 đến khoảng quanh vùng 27 có thể là DG sẽ quay trở về đây để nó test lại một lần nữa gọi là đây là các cái nhịp sũ cung đấy à, test TV thành công tại điểm đó thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục hướng vùng 28.8 vùng 29 ở đây bản chất ở đây các anh chị nhìn thấy là gì ạ đây đấy test hỗ trợ thành công này thì nó lại tiếp tục kéo vùng 28.8 vùng 29 đây là cản này nó là sọc lại này sọc lại nó test hỗ trợ này thì điểm này nó test hỗ trợ xong nó lại kéo này rồi điểm này nó có thể là nó test hỗ trợ xong rồi nó lại kéo đó Quan trọng là chúng ta dự báo một cái vùng cân bằng nào đó của cổ phiếu và về đến cái vùng cân bằng đó thì chúng ta quan sát và chúng ta cảm giác là khi về nó cổ phiếu có thể đảo chiều tăng xu hướng thì như vậy là chúng ta đặt lệnh mua cái cách thức như vậy. Đất xanh của anh Thìn thì vẫn bập bèo lắm, lên đến vùng bảy 172 lại xịt. Ở đây thì chúng ta lại có vùng 16.4, khả năng tuần tới 16.4 này phân tích thêm. Và trong trường hợp nếu như bị thủng vùng 16.4 thì chúng ta sẽ phải có cái chỉ dẫn nó sâu hơn về khoảng quanh vùng 16 đến khoảng vùng 16.1 test tích lũy. Novaland hiện tại cũng chưa có nhiều động lực. Nhìn cách đi này thì nó đây các anh chị nó vẫn là nằm ở trong một cái đường gọi là đường cản chéo của kênh xu hướng. Phiên ngày thứ hai thì có cái điểm đánh lên vùng 4.8 nhưng sau đó nó lại trượt và phục hồi nhẹ nhàng rồi sau đó lại trượt cho nên tuần tới ở đây nó sẽ là vùng 14 đến vùng 14.1 tiếp tục đánh giá thêm tích lũy thành công thì có thể là gì uh, Novaland sẽ quay trở lại vùng cản chéo ở đây nó là khoảng quanh vùng 14.8 đến khoảng à, uh, à, xin lỗi cả nhà 14.5 đến khoảng quanh vùng 14.6 PDR trong tuần vừa qua suy soát đạt ta kỹ thuật suy soát đạt đấy à, uh, trong phân tích thì chúng ta có phân tích vùng dự kiến chỉnh cung vùng 124 25 4 à xin lỗi cả nhà 25 5 Điểm thứ hai là 25 252 và ta cái kỹ thuật thì 26.8 và ở đây thì suy soát rồi đúng không anh chị? Suy soát đạt đấy. Đây là về đến vùng 26.7 rồi này. Và sau đó thì cổ phiếu chỉnh cung với cách chỉnh như thế này thì không có gì phải bàn cãi cả. Tuần tới lại vùng 25.4, điểm sâu hơn sẽ là vùng 25 25.2. Thì tạm thời chúng ta sẽ đánh giá ở các cái điểm Đây anh chị, các cái điểm mút cung này. Rồi test tích lũy thành công đảo chiều đảo pha thì chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng 26 điểm xa hơn sẽ là vùng 26.8 đến khoảng quanh vùng 27 đó và khi mà chúng ta có vị thế rồi thì đây các anh chị này ví dụ phiên ngày 30 đúng không ạ nó có điểm test vùng 24.8 này các anh chị có thể thu gom thêm này rồi sau đó thì nó về được trên vùng 26 cộng thì chúng ta canh chúng ta chốt bớt đi này ví dụ vùng 26 2 các anh chị có thể chốt bớt này 264 có thể chốt bớt này 266 268 đã lại là không ai biết đâu là đỉnh cả thì khi mà cổ phiếu mà nó vươn lên lại các cái vùng cảng kỹ thuật đó, thì chúng ta có thể đặt để chúng ta chốt dần đấy rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đi <laughs> phân tích nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì về nhóm ngành chứng khoán đó, thì trong tuần vừa qua tất cả gần như tất cả các mã cổ phiếu đều đạt target kỹ thuật có nghĩa là gì? Tức là cái target tuần mà ông chỉ ra ví dụ như là ông chỉ ra là à như vậy VCI sẽ test tích đi thành công ở vùng này và dự kiến công cản này thì gần như là tất cả các cái điểm công cản này là tất cả các mã cổ phiếu chứng khoán đều đạt được các anh chị nhá. Mã cổ phiếu VCI dự kiến biên hỗ trợ kỹ thuật tuần 47.8 đến vùng 48. Đây các anh chị nhìn thấy trong phiếu giao dịch ngày thứ hai thì nó test ở vùng 48.5 và sau đó gì ạ. cả kỹ thuật thì chúng ta dự báo ở vùng 51 và các anh chị để ý thấy là VCI cũng đã hoàn thành vượt mức các anh chị nhá. Hoàn thành vượt mức cái vùng cản kỹ thuật của chúng ta, đó là lên đến vùng 51.5 và phiên kết tuần thì như vậy thôi, chung cả thị trường. Như vậy tuần tới sẽ uh, dự báo là gì vùng 48.5 cổ phiếu VCA sẽ quay trở về đây test. Đó, điểm sâu hơn thì đương nhiên 478 đến vùng 48 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật cổ phiếu sẽ VCA mà, nên có thể là gì? Uh, cổ phiếu sẽ quay trở về test tích lũy và test tích lũy thành công thì như vậy thôi. Ta các kỹ thuật chúng ta lại tiếp tục hướng vùng 51 <laughs> SSI ở trong tuần chính thức hoàn thành target mục tiêu ở vùng 37 trên 37 đấy và trong phiên giao dịch của ngày hôm nay thì có thời điểm là đã đẩy lên vùng 37 3 đồng thời vùng hỗ trợ kỹ thuật 35 2 35 3 đấy chỉ cho các anh chị rất rõ rồi đúng không ạ vùng hỗ trợ thì các anh chị có thể canh thu gom và vùng cảng kỹ thuật thì các anh chị có thể canh bán rồi và cây đến ngày hôm nay thì nó mất vùng 36.5 cho nên tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục làm việc ở vùng 35.5 trong trường hợp vùng 35.5 cổ phiếu tích lũy không thành công thì đương nhiên chúng ta sẽ có vùng 352 đến khoảng vùng 353 và thậm chí là cái cách tạo lập thì họ có thể là họ gì? Họ nhún, họ nhún qua cái điểm hỗ trợ một tí nó khoảng quanh 35 rồi nó rút chân lên thì đây cũng là một cái kịch bản mà chúng ta sẽ phải phòng trừ các anh chị, phòng trừ nhá. HCM ở trong tuần cũng như vậy. HCM thì hoàn thành vượt mức target mục tiêu. Bởi vì trong tuần thì mình chỉ đặt cái target mục tiêu của HCM nó lên khoảng vùng 30 thôi. Và có thời điểm mà nó đánh lên đến vùng 30.8 rồi 30.7 rồi Và cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của HCM ở trong tuần Ở vùng 24.8 đến vùng 24.6 Thì uh, trên thực tế thì cổ phiếu này cũng chỉ test ở vùng 28.8 Tức là nó test trên vùng hỗ trợ mục tiêu Cũng rất là ok uh, Tuy nhiên cái nến giờ kết thúc phiên thì các anh chị nhìn thấy đấy Và HCM có một lực bán khá là mạnh Nên tuần tới vùng 28.8 sẽ là biên hỗ trợ Điểm sâu hơn ở vùng 28.4, 28.6 Tiếp tục phân tích Đảo chiều xu hướng lại có vùng 30 Đấy thế thôi Cổ phiếu VND trong tuần thì chưa có nhiều cái sự đột biến đâu. Chủ đạo là test tích lũy ở vùng 17.6, 17.7. Cả cái thuật dự kiến 18.8 thì đi được đâu đó đến vùng 18.3 thì lại xịt theo thị trường. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là như vậy tuần tới lại vùng 17.6, 17.7 ở đây. Xu hướng là nó sẽ quay lại vùng này để nó test cung. FTS uh, trong tuần xem nào. Trong tuần là chúng ta phân tích này vùng 46.6 đến khoảng vùng 47 là hỗ trợ các anh chị nhé Và cảng kỹ thuật chúng ta dự kiến công vùng 49 à, Và nó lên được đến vùng 48.7 Trong phiên giao dịch ngày 13 thì hiện tại là gì? Nó bắt đầu chỉnh cung và cây đến giờ kết thúc phiên Ngày hôm nay là một phiên chỉnh tương đối rát lực bán mạnh Đấy lực bán mạnh Thế thì ở đây là chúng ta có vùng 44.5 Điểm sâu hơn sẽ là vùng 44 tiếp tục phân tích đánh giá về mặt thiên hướng kỹ thuật test tích thành công đảo chiều xu hướng thì khi đó lại ngắm lại các vùng cảng kỹ thuật đây trước mắt sẽ là vùng 46.6 điểm xa hơn sẽ là vùng à, lại hướng lại vùng 48.5 đến vùng 49 này này. thế thôi SHS ở trong tuần vừa qua thì có điểm chúng ta dự kiến điểm test 1 18.5 và điểm 2 18 trên thực tế thì nó test lên quanh những điểm 18.5 thôi trong phiên giao dịch của ngày 10 và hướng cả cái thuật thì chúng ta dự kiến là vùng 20. Thực tế thì nó đã lên được đến vùng 19. 19.8 rồi đó các anh chị. Còn có 0.2 nữa thôi là nó sẽ hoàn thành target mục tiêu tuần của SHS. Cây nến hai cây nến giờ này lực bán khá là mạnh nên tuần tới 18.5 điểm sâu sẽ là 18 .5. tiếp tục đánh giá khả năng tích lũy tạo nền. Test tích lũy thành công thì như vậy thôi. Target lại 19.5 đến khoảng quanh vùng 20. VX uh, phiên ngày hôm nay kể đến giờ thì nói chung là nó nó chiếu phát thì nó rơi xuống hết cái nỗ lực ở phía trước đó của 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 cái sự phục hồi. Thì đối với VIX trong tuần thì chúng ta có phân tích vùng 79, 18 này Loanh quanh nó sẽ test ở đây và các anh chị để ý thấy là nó test ở quanh vùng 18, 1, 18, 2 target tuần thì hướng về vùng 18.8 đến khoảng quanh vùng 19 và về cơ bản thì tuần này thì với cũng hoàn thành cái target mục tiêu 19 đến 19 và cây nến ngày hôm nay, uh, cây nến giờ kết thúc phiên là một cây nến giờ mà nó lại trả lại cái gáp tăng của phiên 12. thì về bản chất nó là 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 gìạ nó, nó 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 lấp lại thôi uh, phiên này kéo mạnh thì phiên này nó lại chỉnh mạnh. thế thì tuần tới ở vùng 18 18 2 tiếp tục phân tích đánh giá tích lũy thành công lại vùng 19 19.2 AGR ở trong tuần cũng đạt được uh, mắc target kỳ vọng hỗ trợ 21 và chúng ta kỳ vọng ở vùng 22.5 thì trên thực tế là có thời điểm đã bật lên đến vùng 23 cộng ở đây anh chị bật lên đến vùng 23 cộng ở đây và sau đó thì kết tuần thôi Nó cũng đã bị một cái lực bán khá là mạnh ở đây Như vậy thì chúng ta sẽ à, Chúng ta sẽ dự báo ở vùng 21 Và điểm sâu hơn sẽ là vùng 20.5 đến khoảng vùng 20.7 tuần tới Tạm thời đánh giá ở vùng hỗ trợ này Căn cứ tín hiệu test tiêu thành công Thì chúng ta dự báo đảo long Còn trong trường hợp nếu thủng vùng 20.5 Thì như vậy cũng sẽ cần phải có những cái chỉ dẫn tiếp theo Bởi vì chúng ta không phải là tạo lập và chúng ta chỉ nương theo xu hướng và xu hướng đi như thế nào thì chúng ta phải nương theo như vậy các anh chị lưu ý là như vậy cổ phiếu VDS cũng là một mã cổ phiếu mà đã có một cái sự thành công nhất định ở trong thời gian vừa qua và cổ phiếu này cũng là một mẫu hình vượt đỉnh à, về mặt kỹ thuật trong tuần thì cũng có dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật 24.5 và tác kỹ thuật vùng 27.5 ok suy soát vùng 27.4 trên vùng 27.5 như vậy gần như là khá là tuyệt đối và ở đây thì như vậy là chúng ta thấy rằng là VDS bắt đầu có một cái sự chỉnh cung ở đây như vậy tuần tới vùng 24.5 sẽ là cái điểm mà chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá trong trường hợp mà thủng vùng 24.5 thì như vậy là chúng ta phải có những cái chỉ dẫn đây có thể là gì nó sẽ quay trở về nó test lại khoảng vùng 23 đó rồi test đi thành công đảo long đúng không ạ à, ở đây chúng ta đảo long thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục vùng 27.5 đó cách thức là như vậy ORS ở trong phiên này chia các anh chị nha chia cổ tức cho nên là tất cả những cái chạc kỹ thuật mà chúng ta nói tuần trước các cái mốc thì chúng ta phải điều chỉnh lại sau chia đấy và một số các anh chị em là không hiểu về bản chất cho nên là sẽ thắc mắc và có nhắn tin cho Hùng hỏi ở thứ tuần trước thấy Hùng phân tích ở vùng 16 mà sao tuần này nó lại tụt thẳng xuống 15 mà bạn ví dụ như vậy đó là do tất cả các mã cổ phiếu chia cổ tức thì nó đều tụt hết và nó tụt theo cái tỷ lệ chia các anh chị nhé anh chị nắm được như vậy thì uh, sau khi chia thì chúng ta lại phải uh, vẽ lại chặt uh, vẽ lại các cái 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 mô hình để chúng ta phân tích thì ở đây là 14 3 14 4 là hỗ trợ các anh chị nhá tuần trước này tuần trước đó đúng không và chúng ta có cảng kỹ thuật 15 2 đây cả kỹ thuật 15 2 thì đây cũng như vậy thôi đó và trong phiên giao dịch của ngày 12 thì như vậy là SHS à, uh, ORS đã đạt lên đến suy sát vùng cả kỹ thuật 15.2 và hiện tại thì cây nến giờ kết thúc phiên cũng là một cây nến giờ chỉnh đỏ như vậy tuần tới 14.3 sẽ là biên hoặc là vùng ờ à, nói chung là nôm na là 11 trăm ba đây sẽ là một cây nến mà nó sẽ tiếp tục à, gì ạ chúng ta sẽ quan sát để chúng ta xem à như vậy về đây tích lũy được không tích lũy thành công không hay là thủng thủng thì sẽ về mười vùng ba chín mười tích lũy thành công hay không à nếu thủng thì lại phải 13.5 cái cách là như vậy các anh chị ạ và à, chúng ta quan sát tín hiệu à, thì để chúng ta định lượng các anh chị nhé thì tạm thời tuần tới sẽ là vùng 14.3 14.4 à, chúng ta sẽ quan sát cái sự vận hành của nó Cổ phiếu CTS cũng là một mã cổ phiếu chứng khoán và nó có tính tạo lập của dòng à, tích cực ở trong tuần vừa qua. Thì với mã cổ phiếu này, chúng ta có phân tích điểm hỗ trợ kỹ thuật đây này. Đây là bao nhiêu nhỉ? Đây là 43.5. Rồi, và target kỹ thuật thì chúng ta có target 1 ở vùng 45 và target 2 lên vùng 47 thì như vậy là gì? Cũng lên được 46.3 đây rồi này. Rồi bắt đầu mới mới chỉnh cung ở phiên kết tuần. Và với lực bán mạnh, đây là các lực bán mạnh tín hiệu đường macd thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, nó và khi tín hiệu đường macd mà nó xuống như này thì cái xu hướng chủ đạo cổ phiếu nó sẽ quay trở về chỉnh giảm, đúng không anh chị? và đây uh, cts thì nó sẽ hướng vùng 42.5 và điểm sâu hơn sẽ là gì? ở đây chúng ta có ở đây chúng ta có là vùng 42.1 đến vùng 41.5 đây tuần tới sẽ là điểm này hai là điểm này phân tích mbs uh, trong tuần cũng mình như cũng đạt được ta ghét đây cái chị còn thậm chí còn vượt ta ghét kỹ thuật mục tiêu kì. đó 3.5 đến 33 thì nó có điểm test 33 này ta ghét một ở vùng 34.5 này và ta ghét hai thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 36.5 đến vùng 37 trên thực tế thì đi được đến vùng 35.5 và đây là một cây nến mà chúng ta nhìn thấy lòng cây nến giảm tương đối là mạnh với lực bán đây các anh chị được bán nó bán tận 3,6 triệu cổ phiếu <laughs> như vậy thì tuần tới tuần tới chúng ta sẽ có vùng 33, 33 hoặc điểm sâu hơn hoặc điểm sâu hơn có thể trong phiên à, có thể trong tuần nó sẽ có những cái điểm nhún về khoảng quanh vùng 32 và sau đó nó sẽ có cái tín hiệu xây nền phục hồi trên cơ sở à, tín hiệu xây nền phục hồi thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục gì à, chúng ta lại tiếp tục đánh giá vùng 34.5 đúng không ạ rồi và vượt được vùng 34.5 thì chúng ta lại tiếp tục ở đây vùng 36.5 đến khoảng quanh vùng 37 tức là căn cứ tín hiệu để chúng ta dự báo chúng ta cũng không thể là nào mà chúng ta thị trường nó đang xuống hoặc cổ phiếu nó đang giảm giá mà chúng ta cứ dự báo lên thì như vậy là chúng ta sẽ ở các cái phân tích đó nó không 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 sát với xu hướng chung của cả thị trường cái chị nhé rồi thì về cơ bản thì danh mục thì cũng sẽ tạm dừng tại đây và như cũng đã có chia sẻ ở đầu bản tin đối với những mã cổ phiếu nào mà cái chị quan tâm thì chúng ta có thể gì à, comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần cũng sẽ dành thời gian để trả lời và trước khi chúng ta kết thúc bản tin tuần này thì chúng ta lại một lần nữa các anh chị một lần nữa chúng ta nhìn ngắm lại à, cái cách tạo lập của chỉ số VN30 anh chị nha chúng ta sẽ nhìn lại một lần nữa về cách tạo lập của chỉ số VN30 thì như cũng đã có chia sẻ rồi hiện tại à, từ vùng 1186 thì chúng ta có một cái cán cờ ở đây và chúng ta có một cái lá cờ ở đây sau khi bước qua lá cờ thì thông thường <laughs> thông thường á nó sẽ test lại các anh chị chưa chạy được ngay đâu đó chưa thể chạy được ngay đâu và nó sẽ cần phải test test tích lũy quay trở lại và tuần tới như cũng đã có chia sẻ rồi cái vùng 1290 thì nó là đương nhiên nhưng nếu đẹp hơn thì à, VN30 chúng ta sẽ có những cái điểm test tích lũy lại ở vùng 1300 1304 test tư lý thành công ở vùng này và tiếp tục đảo long tiếp tục đảo long thì như vậy là gì cái đích đến cái đích đến của chỉ số vn30 thì chúng ta vẫn tiếp tục diện vẫn tiếp tục dự báo ở vùng 340 1345 và xa hơn sẽ là vùng 350 nhưng ít nhất là vùng 340 đã và các anh chị lưu ý điểm 1290 đó, vùng 1300 đến vùng 1304 đó là những cái điểm mà nó sẽ hết sức là quan trọng để giúp cho ở chúng ta có được những cái định hướng tiếp theo về xu hướng thị trường ở trong tuần mới bản tin phân tích tuần này xin phép được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo